Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội ngày này. Để có được không gian đó là cả sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết của tập thể tăng ni sinh các lớp. Như tại lớp cao đẳng 7, tăng sinh Thích Tuệ Thanh đang chăm chút từng nét vẽ, họa nên tác phẩm Sóc Sơn Thiền Tự. Với tăng sinh này, ghi nhớ tri ân nơi tu học cũng là thực hành lời của Đức Bổn Sư, không ngừng tinh tấn, trau dồi trí tuệ, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Vùng đất Sóc Sơn có vị Thánh Gióng là một trong tứ bất tử của Việt Nam. Hình ảnh của Ngài Thánh Gióng nó vừa thể hiện cho cái tinh thần, cái ý chí cũng như cái sự kiên định của thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện cho lớp trẻ của Tăng Ni Sinh và tại Học viện Phật giáo Việt Nam thông qua những cái tư tưởng, những cái lời giáo pháp của Chư Tôn Đức và lấy đó làm cái tư lương cho cái hành trang tu tập và để giúp cho tốt đời, đẹp đạo, phát triển cho xã hội được an lạc. Ghi nhớ, quán chiếu, thực hành lời Phật dạy là hành động tri ân thiết thực nhất với bậc toàn giác. Vì vậy, tăng sinh Nhuận Thanh đã dành 3 ngày liền cụ thể hóa con đường từ bờ mê, qua sông trên thuyền Bát Nhã, về bến giác, thành tác phẩm thư pháp. Cách làm vừa thể hiện nét đẹp văn hóa dân tộc, vừa giúp lời Phật dạy trở nên gần gũi. Thành đạo thì cảm nhận của mình là cái niềm vui đầu tiên. Nhờ được có cái ngày thành đạo thì hôm nay các vị sư cũng như bản thân chúng tôi thì được mặc chiếc áo cà sa. Và cái thông điệp của chúng tôi muốn gửi là đến đây nhìn, đến đây thấy và giữ rằng trong tâm mình, thấy trong tâm mình đã có Phật và biết hôm nay là cái ngày thành đạo. Và từ khi thấy được Phật trong tâm rồi thì hãy cầu đến sự giải thoát, thoát ra khỏi con sông mê để đến bên bờ và giải thoát. Mỗi hoạt động, không gian lại là một sự sáng tạo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết của Tăng Ni Sinh. Đó cũng chính là mục đích để Chư Tôn Đức Học Viện đưa ngày Phật thành đạo trở thành ngày lễ lớn nhất trong năm. Bởi mỗi Tăng Ni Sinh khi ra trường, muốn đóng góp vào sự phát triển của Tăng Đoàn, thì từ bây giờ rèn luyện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương là tiên quyết. Thì nhân ngày Đức Phật thành đạo, bản thân con được dâng những đóa hoa tươi thắm này lên Đức Từ Phụ, bản thân con cảm thấy rất là hoan hỷ và tự hào. Trong khi cắm những bông hoa này thì con cảm thấy hoan hỷ và con cũng nhớ tới lời của Ngài dạy là giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp mất. Và bản thân con thì con sẽ luôn cố gắng tu học để là người cũng là một hành giả để đưa chính pháp đến trường tồn. Trong 4 cái phương châm hành động luôn của giáo hội mà trong đại hội đã nêu ra đấy, 4 cái đều quan trọng cả, nhưng học viện tập trung vào cái kỷ cương và cái trách nhiệm để giáo dục cho tăng ni sinh cái ý thức ấy trong thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Thì chính cái dịp tổ chức một cái lễ hội lớn, quy mô lớn về ngày Phật đạo là thông qua những việc làm ngày, từng cá nhân học viên cho đến từng tổ chức lớp thì đều phải thể hiện rõ cái trách nhiệm và cái kỷ cương trong cái hoạt động này để phục vụ cho cái ngày đại lễ này. Với những nỗi niềm đau đáu cho tăng ni sinh, thế hệ tương lai của tăng đoàn, Chư Tôn Đức, giảng sư tại Học viện Phật giáo Việt Nam đã luôn lồng ghép những bài học, phương pháp rèn luyện thân tâm vào từng sự kiện. Và 4 mùa Phật thành đạo nơi đây là 4 dấu mốc trưởng thành, làm nền tảng nâng bước trên chặng đường tu học vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ, như lời dạy, Đức Phật là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành.